Plan nhện bất khả chiến bại đã mang lại trật tự cho thành phố này. Tiến sĩ Otto Octavius, đừng mong đánh bại được tôi. Đáng đời chưa, Sandman? Người sẽ ở đây mãi mãi. Aha, ông không còn đáng sợ nữa đâu, ngài thằn lằn ạ. Chuyện gì đang xảy ra thế? Ê, Sammy, hay anh nên gọi là nhện Sammy nhỉ? Sammy, này, em có ở đây không thế? Em đang thiêu đốt anh bằng vẻ ngoài khinh bỉ đây, không rõ ràng sao hả? Xin lỗi nha anh bạn, chỉ là cái mặt nạ của em, để mà nói nhẹ thì nó không có tác dụng cho lắm, không thấy được cảm xúc của em đâu ý. Sao chuyện này luôn xảy ra với em này, chứ? Này, đừng buồn mà, chắc chắn anh có thể giúp em với thứ gì đó như kiểu mặt nạ người nhện khùn ngầu chẳng hạn. Đi nào. Yay! Chào các em nha, nhìn xem bạn anh có gì ở đây này. Roger, anh đang cố gây ấn tượng với khán giả của mình bằng một đống giải giấy à? Hài hước đấy, Sam. Cùng biến chúng thành một miếng bìa mỏng thôi. Mấy đứa sẽ cần một chút kiên nhẫn đấy. Nhưng tin anh đi, xứng đáng mà. Trong lúc Roger bận rộn ở đó thì dành ra vài giây để đăng ký kênh bọn tớ nha mọi người. Được rồi, bước đó xong rồi. Giờ thì một nhát cắt phép thuật. Và mình sẽ được cái này nha. Tuyệt. Mình sẽ gấp từng miếng theo vết cắt rồi cố định chúng bằng chút keo nha. Để em giúp anh cho, Raj. Đợi đã, đừng dùng nhiều keo quá, nhé Sam. Xong, Roger, đến lượt anh đấy, xịt lên đi. Cảm ơn nhé, Sammy. Giờ miếng này thành một khối rồi, y như những miếng còn lại luôn. Những gì mình còn phải làm chỉ là ghép mọi thứ lại với nhau và khung mặt nạ của mình trở nên trông như thế này này. Chả thấy nó khác gì cái mặt nạ của em, trừ việc cái này to hơn. Giờ thì tăng độ bền của nó lên nào. Nhìn nhé, anh sẽ dùng keo dán giấy in hoa trên cả hai mặt nhé. Ok, em có thể làm được. Làm thôi nào. Thật ra là em có thể làm nhanh hơn cơ. Thế mình sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? Hả? Em đang tràn trề năng lượng đây. Sammy, cứ bình tĩnh. Giờ mình sẽ dùng hồ bột cho mặt nạ. Cho đến khi nó đẹp và tròn, mình có thể cần đắp vài lớp lên đấy. Và rồi mình sẽ xử lý mấy phần nối bằng giấy nhám nha. Chu cha mà ơi, em không thể đợi lâu thế đâu. Người nhện cần mặt nạ của cậu ấy. Đứng qua một bên đi, Raj. Cẩn thận đó, Sam. Haha, giờ thì nhìn đây. Nó sẽ có một cặp tròng mắt di chuyển đấy. Trong trường hợp đó, anh Roger, mình phải bắt đầu làm phần máy của màn chập thôi. Anh biết mà, Sammy. Em có thể cắt màn chập theo chỉ dẫn này không? Chắc chắn rồi. Trong lúc đó, cùng làm bàn lề cho màn chập đi. Thật cẩn thận ở bước này nhé. Thậm chí em đã dán keo quanh lỗ để nó không bị to dần ra đây. Wow, em cẩn thận thật đấy. Và giờ thì xem này. Mấy miếng này sẽ đóng nhẹ sau đó mở lại như này này. Thấy không? Và đấy là những gì mình có này. Anh thấy được đấy. Các em có thích không nhỉ? Lại thành phố mai, cái đó mà còn không đẹp nữa thì... Roger, anh thích diện mạo nào của người nhện thế? Hả? Chà, cái đó là ấn tượng nhất đấy. Không dễ thế đâu. Và cảm ơn vì sợi dây cước nhé, anh bạn. Thế em đang nói gì ấy nhỉ? Em thật sự thích phần không còn nhà, phần mà cả ba diễn viên người nhện cùng xuất hiện á. Hẳn là rất vui nhỉ. Mấy đứa, một mảnh băng dính sẽ có ích ở đây đấy. Dán nó ở ngay đây này. Mình nên làm y như thế với phía còn lại của đáy màn chập nhá. Gì cơ? Anh đang nói là anh chưa xem bản người nhện 2021 á. Ừ, và đừng có spoil nha, làm ơn. Hả? Giờ mình sẽ làm như này, tốt hơn rồi đấy. Chỉ ống nhựa ra làm nhiều mảnh này. Anh có biết lần đầu Peter Parker xuất hiện trong truyện tranh là 60 năm trước không? Và cậu ấy học cấp 3 từ đó đến giờ luôn. Ha ha. Khi siêu anh hùng không phải hình mẫu tuyệt nhất đâu, nhưng dù gì thì em vẫn thích họ lắm. Mấy đứa ơi, nhìn này, nếu mình kéo màn chập bên trên, cái bên dưới cũng sẽ di chuyển đấy. Thế là cái này hoạt động thủ công hả? Đương nhiên là không rồi, và đó là lý do mà mình sẽ dùng chút dụng cụ hỗ trợ đấy. Đây là nam châm siêu bé này. Đầu tiên mình sẽ gắn chúng vào mặt nạ. Loại thành phố mai, em nghĩ em biết cái này sẽ như nào rồi. Nam châm không bám nhựa lắm, nên cố định chúng thật chắc chắn nhé. Cậu thích những sự thật hay ho trong trò thủ công này nhá. Này Raj, thế còn dây chun thì sao? Cảm ơn nhá. Có vẻ như em tìm được mảnh ghép cuối cho phần máy của mình rồi nhỉ, anh bạn. Mặt nạ của
mình yêu cầu tác dụng đề kháng hả anh? Đúng rồi đấy. Được rồi, giờ thì mình cần đảm bảo là mọi thứ đã chắc chắn rồi. Từ từ, mình cần bọt biển để tạo khoảng cách giữa mặt anh với mặt nạ nữa. Cảm ơn nha Sam. Thêm một thứ nữa là anh có thể mở và đóng tròng mắt chỉ bằng cách di chuyển hàm rồi. Và để làm được thế thì mình cần thêm một cơ chế nữa. Ồ, tuyệt vời, chính xác là những gì anh cần đấy. Cùng tạo ra phép thuật nào. Và đây rồi, lần này phép thuật của anh có tác dụng rồi. Tuyệt vời. Chú trò mà ơi, trông quá đỉnh luôn. Các cậu ơi, luyện cơ mặt thôi nào. Tin anh đi, làm trò này để trở thành siêu anh hùng dễ lắm. Nối các phần máy móc vào bằng cách dùng dây cước nhé. Và đó là cách nó hoạt động đấy. Đôi mắt kìa, mình không thể có để mấy cái lỗ nhìn xuyên thấu như thế được. Đúng đấy nhỉ. Và đó là lý do anh đã chuẩn bị cái này trước này. Đơn giản là mình sẽ dán chúng vào đúng vị trí bên trong mặt nạ thôi. Giờ mình có thể tháo mấy miếng bên ngoài này ra và chuyển đến phần vải rồi. Whee, em thích phần trang trí lắm ạ. Các cậu ơi, ở lại nha. Được rồi, ai đã sẵn sàng xem vai trò ảo thuật hay ho nào? Hốp, và đây chính là những gì mình cần này. Này, em thấy trông giống đầu voi hơn đấy. Nhưng mình sẽ không để thế đâu. Sơn phồng sẽ giúp đường dệt dão ít hơn theo thời gian này. Mình sẽ cẩn thận áp nó lên khắp miếng vải nhé, như thế này. Giờ mình có thể đánh dấu viền từ phía trong rồi. Muốn giúp anh không, Sammy? Anh biết đấy, kiểu em bị mệt. Một con nhện phóng xạ gắn em rồi hả? Wow. Không vui đâu Roger, rất không vui nha. Dù sao thì về cơ bản việc còn lại của mình chỉ là khâu vải vào mặt nạ thôi. Hốp. Thôi nào, xin chào mọi người ơi, làm ơn đấy, đợi một chút thôi mà. À, cuối cùng anh tưởng em lạc rồi chứ. Này, chụp cái này lên mặt nạ đi thôi, em không thể đợi đến khi được chơi với nó đâu. Trước tiên, dùng keo xịt để tạo độ dính cho mặt nạ nhé. Mình sắp xong rồi mà Sammy, đợi một chút thôi và em sẽ phải kinh ngạc đấy. Dùng kéo để mở tròng mắt nào. Cắt. Đừng buồn nếu phần viền hơi lộn xộn nhé. Mình phải cắt hết các miếng từ giấy trắng này. Để anh làm. Đây rồi. Chính xác là những gì mình cần. Mình nên làm cái này để tạo khối cho tròng mắt hả anh? Chính xác đấy. Số 1 vào đây này. Cố gắng làm gọn gàng nha. Sẽ mất nhiều thời gian hơn nhưng xứng đáng mà. Em trích dẫn lời anh được không? Trích dẫn hả? Ở đâu cơ? Để làm gì? Em đang viết một bài báo cho tờ Nhật báo Slime á. Trông tuyệt đấy. Làm tốt lắm Sammy. Em là ảo thuật gia vĩ đại nhất luôn đấy. Em cũng phải viết cả câu đó vào nữa. Các cậu nghĩ sao về bút danh Samuel Parker nhỉ? Hay là Peter Slick Slime ta? Cả hai đều hợp với em đấy. Dù sao thì em muốn chụp một tấm ảnh cho trang nhất không? Đúng nhỉ, chắc mà đã xong rồi. Nói Slime đi. Slime. Ủa, cái gì đây thế? Thứ đó vừa cắn anh đấy à? Ai, Tôi đang ở đâu thế này? Có chuyện gì thế? Ôi không, chuyện gì xảy ra với tôi thế? Cái gì thế này?
À, đúng là một ngày điên rồ. Úf, cảm giác như ở trong một cuốn truyện tranh điên rồ nào đó ấy. Thực sự đấy. Anh dính bẫy của em rồi Roger. Hả? Chuyện gì đang xảy ra thế? Em gặp rắc rối to rồi đấy, Slam. Không không không, cậu ấy là người nghiện thật mà. Bạn anh hy vọng mấy đứa thích trò hôm nay. Like và đừng quên đăng ký kênh nhé. Bye bye các em. Hẹn gặp lại sớm nhé mọi người.